trong tay ta có những chiến thắng, trong tay bàn quyết định hùng, trong tay quyết hoàng sĩ quan hoàng thất phú, trong tay người ta lê sĩ vương các trong toàn quyền tranh đấu. Sau trận đấu này mời Nguyễn Duy Phong quân đội vào quốc quả, tiếp theo Hà Tiến Đồng vào quốc quả, hai vận viên Nguyễn Đình Lâm Hà Nội và Trường Sơn Hải Phòng để thi đấu. Thưa quý khán giả, sau trận đấu này mời Nguyễn Duy Phong quân đội vào quốc quả, Hà Tiến Đồng Thank you.
Trần đấu tiếp theo trọng tài Hoàng Nguyễn Văn Thanh, trọng tài Thảm Dương Thế Hoan, trọng tài viên Trung Hiểu. Sau hai hiệp đấu với số điểm 4/3 của các thẳng xanh, Hoàng đã đưa thắng cuộc.